Xin chào tất cả anh em, chưa bên bài lá bịp thì ngày hôm nay thì công ty cờ bạc bịp phải làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 12D nhìn xuyên bài. Thì đây là cái sản phẩm mới nhất năm nay. Đấy. Ưu điểm của cái kính Mỹ 12D này là đeo êm mắt này, không đau mắt, không còn mắt và thời gian sử dụng lên đến 3 năm và thời gian đeo anh em có thể đeo được cả ngày đó nhá. Đấy, cái công nghệ sản xuất bây giờ nó rất là tinh vi. Để đeo kính thì rất là thích luôn. Thì bên trong cái hộp sản phẩm này sẽ bao gồm là hai cái lọ thủy tinh, mỗi một lọ sẽ đem để bên mắt đấy, và một cái bộ dụng cụ để mà anh em đeo kính khi chơi này, cái cây đeo này, hộp để mang đi xa này, gương này đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái kính cho anh em xem. Đây là cái kính Mỹ 12D này. Khi anh em sử dụng, lấy kính ra, gắp kính ra, anh em sử dụng cho mình cái tăm bông ngoài tai này đấy, để mà lấy nó êm hơn, tránh trường hợp làm rách kính, xước kính. Đấy, và đây là cái cây đeo. Cách sử dụng rất đơn giản đấy, anh em đi tập 5 phút là được. Đó. Anh em để cái kính này lên cái cây đeo là anh em áp thẳng mắt. Đấy, anh em nhìn nhá, rất là mỏng luôn. Áp vào mắt thì là khi áp vào mắt thì nó sẽ ở trong mắt luôn và nó rất là mềm, nó như lụa luôn, anh em yên tâm nhá. Và có một ưu điểm như này này. Rất nhiều anh em hỏi là khi nhìn vào mắt có phát hiện không? Mình khẳng định luôn, màu tím này thôi, nhưng mà khi vào mắt là trùng với màu mắt luôn, là không thể nhìn thấy. Đấy, không thể nhìn thấy anh em nhé. Đấy, khi chơi thì là anh em nó cứ chỉ cần thao tác rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả, đeo và rất là dễ. Thì ngoài cái dòng kính 12D này thì bây giờ mình còn phân phối những cái mẫu kính khác nữa, 10D, kính Hàn Quốc này, kính Nhật Bản này và kính Mỹ hộp gỗ. Thì tùy vào cái tài chính anh em dùng cái kính nào thì mình sẽ bán cho em loại kính đấy. Và đặc biệt anh em lưu ý cho mình này, khi chơi cái bộ môn kính áp tròng như xuyên bài này, anh em cần đi kèm theo những bộ bài. Thì bài bên thì mình có rất nhiều mẫu bài đấy, bài rồng xanh, rồng đỏ, rồng vàng này, bài đức bờ ca 2001 như này này, rất là nhiều mẫu, hay là bài nước ngoài, bài tích giác. Đấy, anh em nước ngoài có cả bài nước ngoài cho anh em. Thì khi anh em đeo kính áp tròng nhìn trên bài thì sẽ nhìn bài như thế nào? Đây, mình sẽ đeo cái kính thử vào mắt camera để anh em có thể nhìn qua xem nó như nào nhá. Đây, mình sẽ sắp xếp con bài rồi đây. Đấy, khi bài không sử dụng thì nhìn nó bình thường như này thôi, khi không đeo kính. Đấy. Không sử dụng kính thì nhìn nó bình thường như này. Đấy. À, thì em nhìn thấy không? Đấy, như một bộ bài bình thường luôn này. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử camera này vào này, vào trong để mà anh em nhìn thử cái xem nhìn bài nó như nào nhá. Đây. Đấy, anh em nhìn không? Hiện rõ số 11 luôn này. Đấy, chơi bài nhìn như bài ngửa này thì anh em chơi tiến thắng 100%. Ví dụ đánh liêng hay là đánh bất kỳ cái gì là mình nhìn được bài điểm của ta. Đấy. Em nhìn chưa? Rất rõ ràng. 1 này, 2 3 4 này, 5 6 này, 7 8 này. Cái con 9 là cái hình móc chìa khóa, con 10 là cái dấu cộng. Đấy, JK. Rất là nét luôn, nét căng anh em nhìn nhá. Đấy, khi bỏ ra này. Đấy, như bình thường luôn này. Đeo kính thử vào này. Anh em lưu ý cho mình này. Đây là mình đeo kính thử nhá, để cho anh em xem hình dung ra cái khi đeo kính áp tròng thì nó nhìn như nào. Khi mà anh em đeo cái kính này thì nó sẽ gõ rõ luôn, gấp vài lần nữa là nét căng luôn nhá, chứ không có chuyện nó như thế. Thì anh em có nhu cầu mua cái sản phẩm kính áp tròng như xuyên bài này thì anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội ngay gần bến xe Mỹ Đình, và ở trong Sài Gòn là ngay gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, để anh em cứ đến cửa hàng trực tiếp nhá để mà test hàng. Còn anh em ở xa thì mình sẽ hỗ trợ gửi đường bưu điện, đường xe đỏ. Thì anh em lưu cho mình này, khi nhận hàng anh em cứ nhận đúng hàng đúng kính, anh em thanh toán tiền. Đấy, còn bên nhà mình là anh lớn, bán hàng xong là anh em còn phải mua bài nữa, cho nên là tránh trường hợp là tráo đổi hàng hay là làm hỏng hàng, anh em cứ nhận đúng cái mẫu kính anh em mua này là anh em thanh toán tiền cho bên bưu điện hoặc bên nhà xe. Đấy, hoặc anh em còn không anh em phải qua trực tiếp cửa hàng. Đấy. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy bài bịp. Rồi, cảm ơn anh em xem video.
tổng kho của bạn bịp làm một cái video để giới thiệu với anh em cái sản phẩm là máy đánh bài bịp. Thì trước mặt anh em đây là cái sản phẩm là dòng máy đánh bài bịp cao cấp của nhà tôi đang phân phối. Thì đầu tiên tôi muốn giới thiệu với anh em cái sản phẩm là máy đánh bài bịp CVK 900, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 11 Pro đấy, rất là đẹp luôn anh em nhé, giống 100% luôn cả hãng Apple luôn. Cái này thì được hỗ trợ 12 camera báo bài là siêu nhanh, siêu chuẩn xác, và đặc biệt cái công nghệ phân tích mã vạch ở trong cái phần mềm nó được cải tiến rất là nhiều, giúp là báo nhanh này, báo xa này và chuẩn xác 100% luôn. Đấy. Thì bên cạnh máy bài CVK 900, nhà tôi còn phân phối thêm dòng cái máy bài CVK 700. Đấy. Chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Anh em nhìn cho tôi này, tất cả những cái dòng máy bài đều chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Đấy, như ba cây này, liêng, sâm, phẩm, chắn ở miền Bắc. Trong miền Nam mới chơi được bài cào, binh sập sám, binh Ấn Độ, gầu hầm lâm lá và biểu. Thì đây là cái số đại lý bên tôi này, 0984 80 469, anh em nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo. Trên tôi, trên đấy tôi cũng đăng rất nhiều cái hình ảnh máy bài. Thì bên cạnh máy bài CVK 700, còn những chiếc máy bài iPhone X đấy là CVK 360, được ngụy trang trên một chiếc máy bài trên chiếc điện thoại iPhone X. Anh em nào dùng iPhone X là sử dụng luôn này, ngụy trang rất ok. Và một chiếc iPhone 8. Thì tất cả những cái điện thoại này anh em sử dụng nghe gọi nhắn tin Zalo Facebook là bình thường anh em nhé. Thì bên cạnh cái máy bài iPhone 8 ấy, bây giờ tôi còn giới thiệu thêm một cái dòng máy bài khá nổi tiếng, đó là máy bài CVK 600. Đấy, vẫn còn nguyên tem luôn, chơi anh em chơi là bài bình sập sám, những cái dòng máy bài ok luôn, 100% này đó, CVK 600 này. Và bên cạnh dòng máy bài cao cấp giúp anh em chơi những cái trò anh em nào có điều kiện kinh tế tốt thì anh em sử dụng dòng đánh bài CVK cao cấp, và anh em là dùng đánh trong số nhỏ thì anh em có thể mua cho mình cái dòng đánh bài Samsung. Đấy, rất là đơn giản, đấy, giá rẻ thì vài triệu thôi, anh em có thể ngụy trang tạo cho mình một cái đánh bài rồi anh em nhá. Đấy, đây là một chiếc điện thoại Samsung đánh bài giá rẻ. Đây, đây. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào đánh chi tiết luôn cho anh em một cái dòng máy bài nữa rất là cao cấp, đó là dòng máy bài CVK 680, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 anh em nhé. Đây, cái này thì nghe gọi này, nhắn tin này, Zalo Facebook bình thường này, cái giao diện của nó này giống 100% của hãng Apple luôn anh em nhé. Đấy, cái bên trong được ngụy trang này, cái mật khẩu của anh phải chủ thì mới đăng nhập vào, còn người ngoài không đăng nhập vào. Đấy, thì cái máy đánh bài thì bao gồm những cái gì để mà chơi được thì tôi sẽ giới thiệu luôn. Đầu tiên là anh em phải có máy đánh bài, tiếp theo đó là cái tai nghe siêu nhỏ kiểu hạt đỗ đâu để anh em nó báo về tai của anh em. Đấy là cái tai nghe siêu nhỏ, tôi sẽ cho gần anh em này, rất là nhỏ này, tai nghe mini siêu nhỏ này. Đấy, và anh em cần những bộ bài, những bộ bài mã vạch đã qua xử lý, ở bên tôi xử lý rồi nha. Đấy, những bộ bài mã vạch thì bài nhà tôi có rất nhiều mẫu bài mã vạch nhá, chứ bài xanh 2K như này này, đấy, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài đô la, bài kim cương, đủ cả cho anh em chơi. Đấy, thì để không làm mất thời gian của anh em, tôi sẽ đi vào chi tiết, tôi đánh thử cho anh em một vài cái ván bài. Đầu tiên là tôi sẽ đánh môn liêng, sau đó là tôi sẽ chuyển sang môn bài cào ở miền Nam và môn bài binh sáu lá nha anh em nhá. Đây, tôi sẽ đánh cho anh em là môn liêng trước này. Tôi sẽ để chế độ là báo là hai nhà lớn nhất. Rồi, báo hai nhà lớn nhất anh em nhé. Cái này thì đặt ra là báo rồi. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Muốn liêng máy báo 3, 4. Cái máy này thì anh em có thể đặt chế độ là báo tất cả các nhà luôn. Cái báo là từ thấp cao trong vòng 4 nhà luôn. Đây tôi để chỉ để 2 nhà thôi. 3, 4 thì anh em cứ nhớ này, 1, 2, 3 này. 3 là được 8 điểm này. 4 này. 4 đã được 5 điểm này. Thì những cái nhà còn lại là không thể qua được. Máy báo nó chuẩn 100% luôn. Đấy, thì đây là môn liêng, một cái bộ môn là cực phổ biến ở Việt Nam. Thì tiếp theo, tôi sẽ chuyển sang đánh cho anh em một cái môn khác nữa. Đó là cái môn môn bài cào. Thì trước khi chuyển sang môn bài cào thì tôi giới thiệu với anh em này. Anh em nào mà không để cái máy là trước mặt thì anh em có thể mua ngụy trang cho mình những cái đồng hồ cái mã vạch này, hay là những cái
móc chìa khóa xe máy quét nó bạch như này, hay là điện thoại Nokia này, đây tôi sẽ chơi cho em xem này, điện thoại Nokia quét nó bạch này, anh em chơi anh em để anh em vào trong người và anh em để điện thoại ra trước mặt như này, hoặc là cái ví quét nó bạch như này, bóp cái bạch như này, đấy, vòng tay phong thủy quét nó bạch, đấy, anh em chơi đây là cái bộ sản phẩm ngụy trang, đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bộ môn tiếp theo cho nói với anh em là nó là môn bài cào. Một cái bộ môn cực phổ biến ở miền Nam. Bài cào tôi sẽ để cho hai nhà lớn nhất đi. Đó. Để hai nhà lớn nhất anh em nhé. Tôi sẽ để 4 người chơi thôi. Trong quá trình chơi anh em phải tăng giảm xuống người chơi ở đây. Thế anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi này, số điện thoại này. Đấy. Tránh mua không đúng shop nhé. Cái ưu điểm của nó này, anh em để bài ngang dọc không quan trọng. Cao thấp cũng không quan trọng luôn, anh em để mà cao như là vẫn đánh đá bình thường này. Đó, đây nhìn đây. Đây tôi chia cho anh em xem này, 1321 này. Số nhà chơi là 4 này. Đây. Anh em nhìn này. 21 này, số nhà 2 này. Đây, 2 này, 6 này. 1 là 4 này. Đấy, đây môn bài cào anh em nhé. Đây anh em nhìn này, những nhà còn lại thì không qua được số nhà nhà 2 và nhà 1 này. Đấy. Trong quá trình chơi anh em phải tăng được chơi này. Tăng lên bao nhiêu người được? Đấy, không quan trọng. 8 người được, 10 người được, hết bài thôi nhá. Anh nhìn này. Đặt là báo, đặt là báo. Đấy. 1-4 này. Tôi để 5 người, 5 nhà chơi này, 1-4 này. Đấy. Đây, máy báo 1-4 này, nhà số 1 này. 6 nhưng mà cao nhất. Đấy. Nhà số 2 này, không có gì này. Nhà số 3 này. Đấy, không có gì này. Đấy, nhà số 4 này, nhà số 4 này. Đấy. Đây, nhà số 5 này. Đấy. Rất là chuẩn xác luôn. À, tôi sẽ chuyển lên là 7 người chơi chẳng hạn. 6 5 6 7. Đấy. Thôi chuyển về 6 chơi cho nhanh nha. 6. Đấy. Bao nhiêu người thì không quan trọng, người chơi nhiều và thời gian video lại dài mà. 4 2 4 2 4 2. 6 nhà chơi này. 4 2. Tôi nhắc đến hai nhà lớn nhất. 1, 2, 3, 4 này. Nhà số 4 này là 9 này. Đó, anh em nhìn này, nhà số 2 này. 1, 2, 6 này. Thì những nhà còn lại là chắc chắn là không qua được rồi. Hai cái nhà rồi. Đấy, máy báo là không thể có nhận sai 100% là đúng 100% luôn. Anh em nhìn thấy không? Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái môn khác nữa. Để chứng minh là cái máy này đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam, tôi sẽ chuyển sang cho anh em một môn bài khác. Đó là môn bài binh 6 lá. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo 1 nhà lớn nước anh em nhé. Đây là môn bài binh 6 lá. Đặt ra này.